Cặp đấu tiếp theo mà chúng mình nhận định đó là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Bayern Munich và đội tuyển Werder Bremen vào lúc 2:30 rạng sáng ngày 9/11/2022 theo giờ Việt Nam. Trận đấu trong khuôn khổ vòng loại số 14 đấu trường Bundesliga. Kèo chính của chúng ta trong trận đấu này, Bayern Munich được đánh giá kèo trên với tỷ lệ chấp 2.25, kèo hạ xuống 2 hòa và nâng lên 2.5 cho Bayern Munich. Trước khi đi vào nội dung nhận định, anh em ủng hộ mình một like, một subscribe nha. Anh em muốn cược cái trận đấu này thì có thể truy cập fb883.com để tham gia nha. Rồi, Bayern Munich sẽ đón tiếp Werder Bremen tại sân nhà của mình, sân vận động Allianz Arena. Đây là một cuộc đối đầu mà có lẽ rằng có một cái sự chênh lệch hạng quá là lớn khi mà Bayern Munich đang giữ một phong độ quá là tuyệt vời. Đây, hiện tại họ đang đứng ở vị trí thứ đầu bảng với 13 lượt trận, họ mới chỉ để thua một trận thôi. Cuộc đối đầu thua với RB Leipzig thì phải, có 28 điểm. Còn về phía đội tuyển Werder Bremen, họ đứng ở vị trí thứ 7 với 13 lượt trận thì họ có 21 điểm. Lịch sử đối đầu trước đó của hai đội tuyển, một giải 2020-2021 thi đấu hai lượt trận, vì một giải 2021-2022 thì Werder Bremen họ thi đấu ở đấu trường Bundesliga 2. Đó, mùa này họ mới lên thì lượt đi Bayern Munich cầm hòa với Bremen 1-1, lượt về thì đánh bại 3-1. Xét về phong độ và đẳng cấp thời điểm hiện tại thì Bayern Munich đang giữ một phong độ quá là tuyệt vời. Ở đấu trường cúp C1 thì hôm vừa rồi họ có chiến thắng 2-0 trước Inter Milan, và hiện tại thì đã có cái lịch thi đấu của cúp C1 rồi. Bayern Munich chính thức thi đấu với lại Paris Saint-Germain ở vòng knockout, trận đấu đầu tiên. Thì vào những cái trận đấu này sẽ được diễn ra vào tháng 2 năm 2023 nha. Anh em hãy chờ xem. Bremen sau cái trận đấu này thì họ sẽ thi đấu với lại RB Leipzig. Còn Bayern Munich thì đá với Schalke 04. Đấy, nghỉ 4 ngày. Thì với cái kèo đấu này thì chắc là Bayern Munich đã có chiến thắng thôi, nhưng mà cái kèo chấp 2.25 là mình đánh giá khá là cao. Đấy, sơ bộ thì đội hình ra quân của Bayern Munich lúc này full đội hình luôn, gần như là full đội hình đầy đủ, không có thiếu vắng cầu thủ nào. Bên kia chiến tuyến thì cũng không kém cạnh. Xét về thực lực cũng như là về phong độ thời điểm hiện tại thì Bayern Munich hoàn toàn có thể chiến thắng cách biệt khoảng 1 cho đến 2 bàn. Nhưng mà xem chừng như cái kèo chấp 2.25 khá là cao. Kèo này mình đánh giá là anh em đi kết quả xỉu cũng như kết quả Werder Bremen nha. Đấy là cái nhận định của mình. Còn với anh em thì anh em hãy nhận định như thế nào? Để lại bình luận sau video nha. Xin chào và hẹn gặp lại.